Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cover một cái video để mà chiếu trên màn hình của xe Mitsubishi. Không cần sử dụng laptop hay là máy tính bàn hay là bất kỳ những cái kỹ thuật khó khăn gì. Sau cái clip trước mình có làm thì thấy mọi người không có laptop, thành ra các bạn cũng không có coi được video nhiều. Đầu tiên thì mình có một cái USB thế này nè, nó rất là gọn, rất là nhỏ, mình mua ở ngoài á. Đây là cái thẻ nhớ. Các bạn nhét cái thẻ nhớ vào trong cái này nè, mình mua này, mua đúng cái này nha. Đây, rất là gọn, không có cái lắp gì, rất là tiện. Các bạn gắn thẻ nhớ vào điện thoại nha. Rồi mình sẽ có những cái bài hướng dẫn. Đặc biệt thì trên xe sẽ không đọc được những cái đồ thẻ nhớ này bự và xấu nữa. Mua cái gọn gọn thế này nha. Đầu tiên là các bạn sẽ truy cập cái link, đường link bên trên. Đây là hai ứng dụng mà premium, các bạn tải lên xe Clay thì các bạn sẽ bị vướng bản quyền về thời gian hay là về bị đóng dấu. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải file của trên YouTube về. Trước tiên mang file tải về, bạn thích cái file gì thì các bạn sẽ tải file đó về nha. Ví dụ như để mình kiếm một cái file nào nhẹ nhẹ như bài này đi. Không nha, trước mà bấm vào nút chia sẻ ở đây nè, copy sao chép liên kết, không liên kết đã được sao sao chép bên dưới, hiện bên dưới thoát ra. Bạn vào cái ứng dụng YouTuber Downloader thì link download mình đã đưa ở bên trên bài viết này nè, các bạn bấm vô các bạn tải về. Giờ chỉ hỗ trợ do điện thoại Android thôi nha, bạn không hỗ trợ cho iPhone nha bạn. Đây, các bạn vô đây để mình đây tìm kiếm, bạn chọn tìm kiếm bằng dán cái link hồi nãy của YouTuber vô đây thì nó sẽ ra cái bài Hồng Nhan. Bạn bấm vô Hồng Nhan, nó sẽ hỏi bạn là bạn tải phải MP3 cũng được, phải đuôi MP3 nè đó. Bạn tải vậy mình phải MP4 nha, MP4 đây 15 MB, xác nhận, tải xuống tại đây. Đây, Hồng Nhan đã được tải về đây, các bạn chọn nha, mở Hồng Nhan, bạn chọn mở với video cover đây, chọn cái frame này với chiều rộng là bạn chọn ở cho mình là 720, còn cái chiều cao là 640 này, không có 540, 576 đây, chọn 30 hình trên giây với mình của mình đây, rồi ok, chọn folder lưu, các bạn lưu vào video cover nha. Ok. Rồi bắt đầu bấm duyệt, rồi bắt đầu bấm chạy. Xong rồi các bạn nhớ cài đặt nè, chọn hiển các file ẩn nè, chọn bộ nhớ trong. Nó video cover tên nè, nó sẽ hiện Hồng Nhan nè, các bạn di chuyển qua thẻ nhớ nè, các bạn chọn vào một video, các bạn hoàn tất. Đây, cái file ở trên Huỳnh Lập là cái file mà chưa chuyển đổi, cái file ở dưới là cái file đã chuyển đổi. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra để cái USB mình vừa mới bỏ thẻ nhớ vô, mình rút từ trong điện thoại ra đây nè, các bạn thấy không đó. Thì mình sẽ cắm vô trong bên đó, nó có một file, một file chưa chuyển đổi và một file đã chuyển đổi. Bây giờ mình cắm vô thì nó sẽ lên đây, file chưa chuyển đổi nó sẽ không đọc được, nó sẽ tiếp tục, nó hỏi này đó. Và đây là file chỉ chuyển đổi của mình, đây máy chuyển đổi hồi nãy, đây nó full màn hình, thấy rõ không, full màn hình luôn. Mình trả về đây, có hai file nãy mình cho các bạn coi đó, video này đây đó, nhưng mà cái file này của mình lập đây, còn cái file này của mình mới vừa chuyển đổi đây. Tải về, chuyển đổi và chép qua thẻ, tuy là nó nhiều bước nhưng mà các bạn sẽ không cần laptop, không cần máy tính. Xin chào tạm biệt các bạn.